lúc đầu nhìn thấy cao cao và mặc cái váy jean nó dài dài mà nó quê quê ngộ ngộ thôi chứ cũng chưa có thích. Mà đã khoảng 3-4 năm yêu nhau rồi thì vợ mới hỏi một câu, thì em mới có suy nghĩ là tại sao lại hỏi một câu ngốc như vậy. Rồi đã... trả lời sai. Anh nói là đối với anh là em lúc nào cũng đẹp. Mà em đâu có biết đâu, ủa sao chồng tiêu tiền gì mà nhanh hết quá. Em mới bỏ vô 1 triệu mà sao giờ còn có 200. Nhét cái chồng mà để em thấy hết em bỏ vô nữa. Ghê lắm. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ, chào anh chị. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Bùi Minh Viên, năm nay 30 tuổi. Hiện đang làm quản lý sản xuất cho một công ty Nhật ở Đồng Nai. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và em chào quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Thu Hà, năm nay em 29 tuổi. Hiện em là thông dịch và kiêm tổng vụ cho công ty về chuyên về nhựa lưu trữ của Nhật Bản. Dạ, em cũng đang sống ở Đồng Nai ạ. Trời, vậy là em nói tiếng Nhật giỏi lắm phải không? Phiên dịch tiếng Nhật mà đúng không? Dạ, hôm nay có sếp người Nhật của em cũng có tới để cổ vũ ạ. Đâu? Dạ, sếp của em đó ạ. Hey, Kuni. Hey, Konnichiwa. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em quen nhau năm 2009. Thì lúc đó là hai đứa là đang sinh viên và đi làm thêm ở trong một cái nhà hàng ở Gò Vấp. Là em đi làm trước, vợ em mới đi vô làm sau, thì quen nhau tại cái nhà hàng đó. Khi mà em gặp là em có thấy thích vợ em liền không? Thì em vô trước, em làm trước xong vợ em vô làm sau khoảng 1 tháng. Thì lúc đầu mới nhìn thì em cũng chưa có thích. Lúc đầu nhìn thấy cao cao và mặc cái váy jean nó dài dài mà nó quê quê ngộ ngộ thôi chứ cũng chưa có thích. Quê quê. Còn em gặp anh này em có ấn tượng gì không? Dạ, lúc đầu thì em mới vô cho nên em rất là nhát. Em có chị hướng dẫn cho em đi lên phía trên thì em thấy cái anh này đứng coi đá bóng. Thì cái tướng của ảnh cũng rất là thể thao, cũng cao to. Em kêu, nhìn ông này cũng cao to ha. Vậy thôi, vì thôi chứ em cũng chưa có ấn tượng gì ạ. Bây giờ làm sao mà đến được với nhau? Dạ, là lúc đó thì làm ở cái nhà hàng đó thì lúc đầu mình phải vô sớm, mình chuẩn bị tất cả mọi thứ về bàn, ghế, chén, đĩa. Xong thời gian rảnh rỗi thì có một hôm á là vợ em nói là vợ biết coi bói và lấy cái tay em ra coi thử. Nói sao? Thì vợ coi mới nói là... Vậy em làm lại đó. Xong em mới đưa tay vợ coi em như này. Em làm vậy, em kêu, ô, anh ơi, anh sắp có người yêu rồi. Là cái người này anh yêu suốt đời luôn á. Nhưng em chỉ nói nó xấu xạo thôi. Anh nói em không có biết coi bói đâu. Thì bây giờ anh mới biết. Ồ vậy đó. Dạ. Rồi lúc đó em sao? Lúc đó em suy nghĩ là cổ nói là theo cái cách cổ biết coi bói là sẽ có một người nào đó, chứ không em không có nghĩ là cổ nói cổ. Vậy hả? Dạ. Mà lúc em chưa có người yêu hả? Vậy là chưa. Còn ủa? Em, mục đích của em? Dạ, lúc đó em chỉ nói giỡn. Tại vì em tính em rất là... Em hòa đồng, em thích nói chuyện với mọi người. Em chỉ nói thôi chứ em không có mục đích gì hết. À, tức là lúc đó em cũng không hề là giống như dạ, là mượn mây đẩy trăng để mà nói là chính là mình đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Sau đó thì hai vợ chồng em làm sao mà đến được với nhau? Dạ thì khoảng thời gian làm trong nhà hàng á, thì hai đứa thường hay làm cùng với nhau trên một khu vực á, là cứ giúp đỡ qua lại. Sau một thời gian cũng xin số điện thoại và cũng có nhắn tin qua lại, thì lúc đó mới cảm thấy thích. Các em đều làm cho công ty của Nhật. Dạ. Vậy thì các em chắc chắn là phải học tiếng Nhật, rồi chưa kể là có cơ hội đi qua bên Nhật nữa đúng không? Dạ đúng rồi, em học chuyên ngành tiếng Nhật. Rồi em mới đăng ký chương trình đi thực tập sinh ở bên Nhật. Em sắp có visa để đi rồi. Thì bạn chồng em á, lúc đó mới tốt nghiệp đại học, xong anh cũng bắt chước đăng ký đi theo em luôn. Dạ, nhưng mà lúc đó thì em có visa rồi, nhưng mà em bị trở ngại, em bị sức khỏe, cái em không đi được. Xong em phải đợi 1 năm sau em mới làm hồ sơ lại. Thì chồng em lại đi trước em 9 tháng. Tại vì khi em học là em học một cái chuyên ngành khác, em học bên thể dục thể thao. Thì em nghĩ là khi mà đi hai đứa ở một cái khoảng cách xa như vậy, mà khoảng 3-4 năm như vậy, thì nó tình cảm sợ nó có vấn đề gì về yêu xa. Nên em cũng sau khi ra trường thì em thấy vợ có kế hoạch đi Nhật, thì em cũng chuyển hướng là học tiếng Nhật và đi luôn, không ngờ là đi trước. Em đi qua sau 9 tháng đúng không? Dạ đúng rồi. Cái lần đầu tiên mà em chạm mặt chồng em ở đất Nhật á,
đó là có kỷ niệm vui gì không? Mà em sẽ đi xuống, từ chỗ em đi xuống thăm vợ. Thì chỗ em đi xuống là đi bằng tàu thì rất là xa, đi khoảng 8 tiếng đồng hồ. Thì từ sáng em đi mà tới khoảng 3-4 giờ chiều mới tới. Thì lúc em đi tới nhà vợ thì nhà vợ cách ga tàu khoảng 15-20 phút đi xe đạp. Còn em đứng em đợi, do em mới thấy vợ đạp xe đạp từ ở phía xa đi tới, đeo khẩu trang kín lắm. Xong như em mới hỏi là ủa sao bữa nay đeo khẩu trang kín mà nhìn ốm mà tóc ngắn vậy. Tại vì mặt vợ lúc đó bị nổi mụn á. Xong với vợ mới hỏi em một câu là lúc bây giờ hiện tại em bị mụn, bị xấu như này thì anh còn yêu em nữa không? Đó thì lúc đó lần đầu tiên gặp mặt mà đã khoảng 3-4 năm yêu nhau rồi. Thì vợ mới hỏi một câu thì em mới có suy nghĩ là tại sao lại hỏi một câu ngốc như vậy. Rồi anh đã... trả lời sao? Anh nói là đối với anh là em lúc nào cũng đẹp. Vô cái vụ đại hội vạch mặt đi cho nó đúng vui. Chúng ta đúng nên không? Đi xoáy sâu vào, vào cái đại cái hội vạch mặt. Cái vấn đề mà phải nói là nóng hổi của chương trình đó là vạch mặt nhau. Đó. Đó, bây giờ cho mình chờ trước đó. Dạ. Anh ấy nè, có tật xấu gì không? Dạ, chồng em có tật xấu là ngủ rất là nhiều. Hai đứa lúc mà hai đứa hẹn hò đi coi phim, mà phim là em nhớ là bộ phim là phim hài. Đang coi hai vợ chồng cười quá trời ấy, em cười quá trời, em nhìn qua thấy ông ngủ mất tiêu. Ngủ nghĩa tới 5 phút cuối là thức dậy. Lý do gì em ngủ? Có phải là em mệt mỏi em ngủ hay là em không thích đi coi phim hài? Cái này em cũng rất thích phim hài, nhưng mà lúc coi thì tự nhiên nó cái gì đó em cũng không biết được, là nằm là thấy mệt mệt là ngủ thiếp đi. Rồi khoái ngủ, rồi gì nữa? Dạ, với làm biếng nữa. Giống như là chồng em á là thích ăn rau lan, rau muống, nhưng mà không có thích nhặt rau. Cho nên á mỗi lần á, vợ giờ đừng có mua rau lan, rau muống nha. Hỏi anh không thích ăn đâu, nhưng mà em mua về em làm sạch sẽ, em nấu ăn có thể ăn hết trơn à. Mà bữa nào mà chồng ơi phụ em, anh không thích ăn đâu, em bỏ lại đi mai ăn. Ngủ nhiều mà làm biếng. Có làm biếng vụ kia không? Không, ở không có làm biếng đâu. Rồi còn đặc xấu gì nữa không? Dạ vợ em thì nói chung là em cũng có một số vỡ mộng. Là trước khi yêu thì không có cằn nhằn la ó hay là dạng như cứ càm ràm tối ngày. Mà khi mà về cưới nhau về rồi ở chung rồi có cái vấn đề gì là cứ bà cứ có một vấn đề rồi mà cứ nhai đi nhai lại suốt là em tua lại. Dạ cứ tua đi tua lại. Dạ với có một cái tật xấu của ổng rồi em quên kể. Đó là ổng giếm tiền. Có một lần á, chồng em xếp tiền thiệt là nhỏ mỏng mỏng nha. Chồng nhét vô cái kẻ mà chứng minh nhân dân hay là bằng lái ra. Trời ơi, ổng nhét ở chồng á. Mà em đâu có biết đâu, ủa sao chồng tiêu tiền gì mà nhanh hết quá. Em mới bỏ vô 1 triệu mà sao giờ còn có 200. Nhét ở chồng á, để em thấy hết em bỏ vô nữa. Ghê lắm. Vợ em mình nói em có tật xấu là giếm tiền. Vậy thì chắc cái nhà nguồn kinh tế chính là cô ấy giữ đúng không? Dạ đúng rồi anh, là mỗi cái tới cái tháng mà tới ngày lãnh lương á là khi mà có cái tin nhắn ngân hàng tới là phải chụp hình là bao nhiêu bắt đầu gửi qua. Cứ ảnh là lãnh lương là ngày 15, còn em là ngày 10. Ngày 15 là từ sáng biết cái chùa em có nhắn tin hỏi có chưa anh, có chưa anh. Cái có nhiều lúc tới 5:10 mà còn chưa gửi tin tiền về nữa. Cái em cứ gọi em hỏi hoài vậy đó. Cái ảnh tới 5:30 anh mới gửi tin nhắn cho em. Hai em đều làm cho công ty người Nhật. Và các em có biết cái chương trình Vợ Chồng Son là một chương trình nổi tiếng ở bên Nhật không? Dạ, em á, là em lúc ở bên Nhật á, là em rảnh là em cày hoài vậy đó. Cày chương trình của Nhật hay của Việt? Dạ, nha. Cả hai cái luôn. Em coi dạng như ở Nhật gọi là Shinkansen Yasai. Em rảnh là em ngồi em coi, biết em ngồi cười một mình hoài à. Ở trong chương trình này ai là người đăng ký tham gia? Dạ em. Dạ em. Ông xã có đồng ý liền không hay phải thuyết phục? Ôi trời ơi, đó là một khoảng thời gian dài luôn chị. Em cứ ngồi em thủ thỉ hoài, em cứ khiều hoài. Em kêu chứ chồng ơi đăng ký đi cho một lần vợ lên tivi đi, coi như là một món quà thiệt là lớn chồng tặng em đi. Cái xong hay sao á, thời gian cái cậu mới chịu đi với em vậy. Sau khi tìm hiểu thì em cũng thấy nó cũng những cái khung giờ là nó cũng không ảnh hưởng gì tới công việc bao nhiêu. Với lại em cũng suy nghĩ là tới thời điểm hiện tại thì vợ mình đã chịu rất nhiều cái buồn đau rồi, cùng mình đi bao nhiêu lâu rồi, em cũng dành một cái món quà này dạng như là một cái kỷ niệm để mà sau này có già đi thì mình cũng nhìn lại coi như là đó là cái kỷ niệm mà hai đứa. Đúng rồi. Cảm ơn hai em.
Rồi vậy thì bây giờ em có muốn mong muốn vợ em thay đổi gì không? Em cũng có mong muốn vợ bớt cằn nhằn lại. Có một vấn đề chỉ nói một lần hai lần là mình hiểu, mình tự thay đổi, đừng có nhai là nhiều lúc cũng nhức đầu. Còn vợ sao? Dạ em nói chung chồng em rất là tuyệt vời. Làm biếng nhưng mà rất là phụ vợ. Ví dụ như em thì nấu ăn thì chồng rửa chén, rồi chồng phụ em lau nhà. Nói chung việc nhà anh vẫn rất là làm giúp em rất là nhiều. Điều mà em mong muốn anh thay đổi là chỉ có đừng có giận lãi em nhiều. Tại vì em sao em hay khóc, em hay buồn, em nhõng nhẽo ảnh nữa. Ngày nào sáng giờ mở mắt ra là chồng em có đẹp không, chồng em có đẹp không, em có già không hay gì, ngày nào em cũng hỏi anh. Rồi hôm nay thì có mong muốn có em bé không? Dạ có. Ok, hôm nay thì cảm ơn các em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Anh chúc cho hai em sẽ đạt được tất cả những mục tiêu trong cuộc sống, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc nha. Và đặc biệt là trong năm sau sẽ có một thiên thần là một bé gái xuất hiện trong gia đình của mình. Em cảm ơn anh chị. Thôi để dành hai máy đó cho chú. Dạ. Thì hồi xưa thì Phương rất là trẻ con, có thể nói là rất là trẻ trâu. Bà nói đúng thì phải là đúng, mà sai cũng phải là sai. Rồi không được cãi lại. Dạ không được cãi lại. Mà có cãi lại là bà giận. Bà giận là mình thua. Bấy giờ Toshiba điều khiển từ xa, giặt vũ thả ga. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện thứ hai. Không biết cặp vợ chồng này sẽ mang điều gì thú vị đến cho chương trình chúng ta. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Nè. Ôi giống nhau quá. Mời hai em. Dạ. Câu nói đầu tiên của anh đó là hai vợ chồng này cái mặt giống nhau quá. Có ai nói không ta? Dạ có. Thấy chưa? Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, con xin phép gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay ạ. Dạ. Con tên là Nguyễn Minh Hoàng, hiện tại con là ca sĩ tự do. Dạ. Hàng nay bao nhiêu tuổi Hoàng? Con 35 tuổi. 35 tuổi. Rồi 35 mà sao trẻ quá chị Một? Trẻ thiệt. Dạ. Trẻ giống một cái người ca sĩ ở trong showbiz mình nè. Ai Đan ta? Trường. Tương có công nhận không? Dạ. Có liên quan gì đến Đan Trường không? Thực sự thì con đã từng tham gia những chương trình về hóa thân thành ca sĩ thần tượng của mình, đó là anh Boy Đan Trường. Ồ vậy hả? Không, bạn này bạn nói rồi mình mới thấy cái nét mặt của bạn cũng nhăn nhác. Đan Trường cái giọng. Hồi nãy lúc mà vô chương trình á, dạ, mình yêu cầu các bạn trang điểm á, dạ, đừng có xịt keo làm tóc, để hai mái giống như anh Bo luôn. Trước đây con cũng đã từng để hai mái rồi, nhưng mà anh Đan Trường để hai mái nhìn đẹp lắm, mà con để hai mái nhìn nó bị sai sai, bị lội lội. Đúng không? Dạ. Rồi thôi để dành hai mái đó cho chú. Dạ. Dạ. Gì vậy? Phản ứng quá vậy? Hả? Quá là phản ứng đi, không biết mái đâu mà để cho em. Trời ơi, để tôi cho mọi người coi tấm hình tôi để hai mái để mọi tôi người thấy rồi. Hồn. Mày ơi, xin cha cha cha. Đúng rồi đó. Đâu bây giờ Hoàng hát thử lại cái hồi mà Hoàng hóa thân thành ca sĩ Đan Trường đi, một hai câu thôi. Sau đây thì con xin gửi đến mọi người một đoạn trong ca khúc Tình Khúc Vàng. Anh nghe mùi hương trên tống quen nồng nàn, anh nghe tình em chưa chan. Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng với người đời hé môi cười. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng, anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng anh chiều sáng. Hay quá. Nhắm mắt lại là cứ tưởng Đan Trường xuất hiện trong chương trình Vợ Chồng Son không? Đáng yêu. Ừ. Rồi, mời dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và chào khán giả. Con tên là Mai Thị Diễm Phương, con sinh năm 92, năm nay con 30 tuổi. Con mới sinh em bé được 5 tháng. Dạ, hiện tại thì con đang ở nhà chăm em bé. Nhưng mà trước đây là Mai Diễm Phương nha. Con đừng nói là con cũng mê cái cô Mai Diễm Phương. Mai Diễm Phương bên Hồng Kông. Dạ, đó. Cô bên Hồng Kông là Mai Diễm Phương, con là thêm chú Thị nữa. Trước đây thì con làm trong công ty giải trí của hệ thống nhà hàng karaoke Kingdom. Rồi như vậy là biết tại sao họ quen nhau rồi. Sao? Em biết. Ông này, ông đi hát karaoke, ông đi hát karaoke và ông gặp cái cô này và xinh quá,
họ bắt đầu lấy số phone cho nhau và ổng chủ động cua bà này và dính luôn, đúng không? Vậy không đúng. Vậy không đúng. Quá bà ơi, tôi làm ông mụ tôi. Thực sự hai tụi con quen thì chỉ mới quen thôi, nhưng mà đã biết thì đã biết từ rất lâu rồi. Thực sự thì trước đây con là quản lý chung hệ thống của Phương làm luôn. Đúng hả? Dạ đúng rồi. Phương vào thì Phương làm vị trí là lễ tân. Dạ thì hai đứa gặp nhau thì chỉ ở mức đồng nghiệp với nhau thôi, và con thì cũng chỉ xem Phương là đồng nghiệp và giống như những bạn nhân viên trong đó và những đứa em trong đó thôi, không có để ý nhiều. Và cũng thấy cô bé này cũng dễ thương, cũng xinh và cũng có chút cảm tình gì đó thôi, nhưng mà không có đi xa hơn. Phương, con có cảm mến anh không? Dạ không. Thấy chưa, không có đứa nào cảm mến đứa nào hết trơn, cái trời á. Ủa sao kỳ vậy? Có nghĩa là hai đứa tụi nó biết nhau từ rất lâu rồi, nhưng mà yêu nhau thì chỉ mới đây thôi. Lúc con vô làm Kingdom là 2014 rồi. Nhưng mà thực sự thời gian đầu vô Kingdom thì con còn trẻ con lắm. Thực sự là lúc mà mới vô làm đó thì môi trường mới mà với lại nhân viên mới thì cũng được nhiều người để ý, chứ không phải là chỉ một mình Hoàng để ý, thì lúc đó cũng chả để ý gì đến Hoàng đâu. Trong cái thời gian đó là con đã có người yêu chưa? Dạ lúc mà mới vô làm Kingdom thì con chưa có người yêu. Dạ rất nhiều anh để ý. Dạ mà còn... chứ không phải chỉ một mình anh Hoàng quản lý để ý đâu. Đó, bây giờ Hoàng nè. Dạ. Lúc mà trước khi con gặp Phương á thì là con đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi? Thời đó là còn trẻ nên cũng yêu rồi chia tay cũng nhiều lần, có nghĩa là một người nhưng mà chia tay rồi yêu lại. Dạ. Câu hỏi này, tụi con làm chung với nhau bao lâu thì tụi con bắt đầu có cảm tình với nhau? Sau đó là đã kết hôn, mỗi đứa đã tự tìm cho nhau một cái hôn nhân riêng của mình. Con mỗi đứa được bao nhiêu năm thì là ly dị? Con thì 6 đến 8 tháng thì là con ly dị. Dạ đúng rồi. Con thì được 4-5 năm á. Ồ, như vậy có nghĩa là cái này đó mới là cái mấu chốt đây nè. Con chia tay trước. Dạ. Lúc đó là Phương chưa có chia tay. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó. Thì nhưng mà tình trạng của Phương thì như thế nào? Ly hôn nhưng mà có con không? Dạ có, con có một đứa con, năm nay cũng 4 tuổi rồi. Rồi các bạn gặp lại nhau ở đâu? Phương lúc đó là Phương đã trong tình cảm là đã gọi là ly, gần sắp ly hôn rồi. Thì con có nói chuyện anh em thì lâu ngày không gặp lại. Dạ cũng nhắn tin qua nhắn tin lại vậy đó. Nói chung là con cũng khuyên nhiều, tại vì con cũng đã từng có gia đình và cũng đã hiểu được cái cảm giác là mất đi một người thương yêu của mình và mất đi một cái gia đình hạnh phúc thì mình cũng đau xót lắm. Nhưng mà thực sự thì Phương cũng không thể nào hàn gắn lại được, không cứu vãn được, không cứu vãn được nữa. Ok, còn Phương thì sao? Sau một thời gian gặp lại Hoàng thì Phương thấy Hoàng có một cái gì đó khác. Hồi trước á, con với anh Hoàng làm chung với nhau á, thì nổi tiếng nhất trong hệ thống luôn là cứ gặp nhau là cà khịa với nhau. Ai là người khịa người kia? Không, hai đứa hay khịa qua khịa lại vậy đó. Nó khắc khẩu. Hết dịch đợt đầu tiên á, thì khi mà gặp lại thì lúc đó tâm trạng của con cũng không có được vui. Lúc đó con buồn bã và cũng ít nói đi, con cũng chả khịa gì Hoàng hết. Hoàng cũng hiểu. Thì sau thời gian nó gặp lại thì anh Hoàng cách cư xử khác hẳn, nhẹ nhàng hơn, rồi chín chắn hơn. Dạ, khác so với trước đây. Chín chắn, nhường nhịn hơn. Dạ đúng rồi. Người đàn ông đó một lần đổ vỡ đó em. Dạ, đúng. Nhưng mà Hoàng thì sao? Thì hồi xưa thì Phương rất là trẻ con, có thể nói là rất là trẻ trâu. Nhưng mà sau đó là gặp lại Phương thì cảm nhận Phương là một người phụ nữ yêu gia đình, chững chạc và chín chắn hơn. Sau cái đó thì bao nhiêu lâu thì tụi con đi đến chuyện hai đứa kết hôn? Dạ cũng một năm. Con là một người rất là thương con nít. Phương thì có bé Su Nít trước đó. Hồi xưa Phương cũng hay dẫn lên chỗ làm thì con cũng gặp nhiều lần, con cũng mến, quý mến. Thì lúc đó con cũng hay chọc giỡn giỡn, con nói Phương là đi chơi, dẫn theo Su Nít chơi. Hai đứa có đứa nào chung chưa? Dạ có, bé được 5 tháng. Trai luôn. Hai đứa con trai. Dạ. Dạ đúng rồi. Một đứa con chung rồi một đứa là con riêng. Đó thì không biết rằng là ba Hoàng, cái tình cảm của ba dành cho hai đứa con nó có cái gì khác nhau? Dạ, thực sự đối với con thì cái quan điểm là không có phân biệt ra cái con chung hay là con riêng gì hết. Trong đầu con lúc nào cũng suy nghĩ Su Nít đó là con ruột của mình, mình phải là cùng nhau để mà nuôi dạy con. Người phụ nữ mà đổ vỡ trong hôn nhân rồi á, thì khi mà bắt đầu lại mà đối với một người mà đã có con như con nữa, không thể nào mà vì tình cảm của mẹ mà chọn cái hạnh phúc, thì con phải nghĩ cho con của con nữa. Thì trước khi bắt đầu với Hoàng á, thì con cũng nghe nhiều dư luận trái chiều lắm. Có thể là bây giờ Hoàng lấy lòng con, thương Son Nít để lấy lòng con, rồi sau này Hoàng sẽ khi mà được lòng của con rồi thì sẽ không thương Son Nít này nọ nữa.
Thì lúc đó con cũng suy nghĩ rất là đắn đo. Con cảm nhận được cái tình cảm mà Hoàng dành cho Sonic là tình cảm thực sự, chứ không phải vì mà lấy lòng mẹ mà chiều chuộng hay là yêu thương Sonic. Thực sự là con cũng rất là yên tâm về sau này là không có cái tình trạng mà cha dượng này nọ các kiểu, hoặc là con chung con riêng. Tỏ tình chứ cô ấy thì có lãng mạn gì không? Thực sự con chưa nhận được lời tỏ tình nào hết trơn. Trời, nhưng mà sao lại chấp nhận vậy? Đồng cảm rồi cảm nhận rồi thấu hiểu nhau vậy đó. Chứ thực sự con chưa nhận được lời tỏ tình nào. Có cái tụi con có gặp trường hợp này không? Như hai đứa là đã có cái gia đình riêng rồi, xong rồi đến với nhau. Cái đến nó cũng rất là nhanh, nó cũng rất nhiều cảm xúc. Nhưng mà rồi đến khi mà đụng gọi là cọ sát với nhau rồi thì cũng cực kỳ hay có nhiều mâu thuẫn. Phương, bà này, vợ con, bà rất là gọi là dễ bị xúc động, rồi dễ bị tự ái, rồi dễ bị tổn thương. Nên mà bị tổn thương một cái gì nhỏ thôi là bà rớt nước mắt. Mà đối với con thì con thấy phụ nữ bị rớt nước mắt là con bị yếu lòng. Con sợ. Nên lúc nào mà có chuyện gì xảy ra con là người xin lỗi trước. Im lặng, con không dám nói gì hết. Mà trong khi con im lặng thì bà này cũng im lặng luôn. Bà không có nói gì hết. Chỉ giận thôi chứ chưa đến cái mức mà gọi là tôi chia tay luôn đi. Chưa có đúng không? Có không? Dạ có. Dạ có rồi, chia tay. Mà ai bên nào? Chắc cũng cả ngàn lần có. Vậy hả? Dạ tại vì tính của con á, dễ giận, dễ lẫy lắm. Mà mỗi lần mà con giận con lẫy là hả? Thôi cảm thấy không hợp đâu, thôi chia tay đi. Nhưng mà dạng như là nói, chỉ nói lẫy là tại vì trong lòng con lúc nào cũng đinh ninh là không chia tay được đâu. Tại vì Hoàng, ví dụ con mà làm ầm lên là lúc nào Hoàng cũng nhường nhịn con hết á. Nên dạng như là cái đó cũng là một tính xấu của con. Con cũng biết cái đó là tính xấu nhưng mà được anh chiều á, nên lúc nào con cũng làm lẫy như vậy á, làm cho anh sợ vậy thôi. Xong rồi kể xấu nhau đi mới vui nè. Nó có thật xấu nào lòi ra không? Mà bả chỉ được, chỉ có cái là một ngày 24 tiếng mà bả ngủ tới 12-13 tiếng lận. Mới xin nó cứ ngủ. Lúc mà hai đứa về là lúc đó là lại dính con, bầu. Con mà bầu. Cái dòng mà dính bầu ngủ dữ lắm luôn. Dạ, kinh hoàng luôn. Tại vì lúc mà con có bầu là lúc đang dịch phong tỏa thành phố, đâu có được đi đâu đâu. Đâu đúng không? Dạ đúng rồi, suốt ngày dính nhau 24/24. Bây giờ tật xấu nè. Dạ, bà rất là cọc cằn. Bà nói chuyện giống như là không có bị ngang như con cua vậy đó. Mà bà nói đúng thì phải là đúng, mà sai cũng phải là sai. Rồi không được cãi lại. Dạ không được cãi lại. Mà có cãi lại là bà giận. Bà giận là mình thua. Dạ. Rồi cốt là cốt con cua. Gốc Cà Mau đấy chị. Dạ. Rồi sao nữa? Sao nữa nè? Nóng tính, cọc cằn nữa. Mỗi lần con hỏi cái gì, cái mà bà đang mà khó chịu một chút là hả, bà sạc. Bà nạt, sạc đúng lại, không? Nạt lại. Ví dụ bà nạt sao nè? Nạt thì cũng không phải là nạt mà dạng như là nói chuyện hơi gần giọng một xíu chứ không có được ngọt ngào như ta. Anh không có hình dung nó được. Nay ăn sáng chưa? Không lẽ giờ này chưa ăn? Không lẽ giờ này chưa ăn? Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Dạ em ăn rồi, anh ăn đi hay sao đó. Những lẽ gì chưa ăn hỏi dạ, hỏi ngược đó, hỏi ngược lại. Dạ. Hỏi làm mình cục khứ rồi đó. Dạ. Ngang ngược. Thêm cái là bả mà đói bụng lên bả cọc tính. Xấu đói. Dạ, không chịu nổi luôn. Xấu đói. Ai vậy? Ai chỉ nguyên viên nào? Thì đói ai cũng xấu. Dạ. Ở nhà rồi ai nấu nướng? Bả nấu nướng nhưng mà con là người nếm thức ăn. Bả nấu nhưng mà không bao giờ bả nếm thức ăn hết trơn á. Ủa sao kỳ vậy? Dạ. Dạ, con không biết sao nữa. Mỗi lần mà mấy con chế bí này nọ xong mới kêu anh ơi ra nếm giùm em. Bởi vì ổng mà nếm trễ là đói bụng. Những cái mà cái tánh xấu của vợ thì cũng nên thay đổi. Vợ giận con á, nên Nói ra. Giận những cái gì nên nói ra. Mỗi khi bả giận cái bả im. Không để cho tự đoán là giận cái gì. Nhiều khi mình giận mình cũng biết mình giận cái gì, lấy gì mà người bên cạnh đoán được. Dạ. Nhiều khi bà khát nước bà cũng giận con nữa. Rồi khi mà giận là phải im lặng. Con mong muốn vợ con thay đổi cái gì để cho vợ con trở thành một người vợ hoàn hảo nhất. Dạ, khi mà giận thì mau nguôi giận. Chứ để một lần giận là phải con phải ra sofa con nằm. Dạ. Không được ôm vợ. Dạ, con lại con chọc rồi con khiều, con làm què trước không được. Lúc nào bà cũng cọc nên con biết ý vậy là con sẽ im lặng qua một đêm, cái bắt đầu ngày mai cái con khiều giỡn bà mới bắt đầu vui lại. Lúc đó bà nguôi rồi. Dạ, lúc đó con mới được lên giường ngủ. Dạ.
Ok, rồi giờ tới Phương đó. Thật sự thì chồng con không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú năng nhăn gì hết. Hồi lúc mà mới quen á, thì ví dụ như nhờ gì á là anh cũng đứng dậy 1 phút 30 giây là đứng dậy đi làm liền hết trơn. Cưới xong rồi á, mỗi lần mà nhờ anh cái gì á là anh ngồi anh lướt Facebook, anh lướt TikTok, anh bị nghiện Facebook với TikTok. Là anh ngồi anh lướt lướt xong rồi anh mới ngồi dậy anh đi làm liền. Mà tính của con thì cũng nhờ về phải đứng dậy làm liền, không là con khó chịu, bực bội lắm. Chỉ có tật xấu vậy thôi, với lại tật xấu mày. Không phải là lề mề, làm thì cũng rất là nhanh, nhưng mà mình nhờ là không có đứng dậy đi liền, ngộ vậy đó, phải chút xíu nữa mới chịu đứng dậy đi làm liền. Thẩm thấu hiểu lắm, lệnh hơi bị chậm. Thật dữ gì đâu mà nghe, quăng không có vậy. Tội thẩm thấu hiệu lệnh. Rồi với lại một cái nữa là ghen. Tính của con thì dạng như là cởi mở hòa đồng, con hay chơi với mấy đứa em trai trong giới LGBT á, mình thân thiết này nọ, cái kiểu thì ăn đi chơi ăn uống hoặc là chị em hay nhắn tin này nọ với nhau, thì ổng ghen vậy ổng cũng ghen nữa. Mà mỗi lần mà ổng ghen á, ổng sẽ đăng story ổng móc méo này nọ cái kiểu móc phốt con. Dạ, không, đọc vô là con hiểu đúng không? Dạ đúng rồi, đọc vô là hiểu, là nói về con. Lúc mà cưới nhau rồi, thời điểm dịch là cũng ở dính nhau 24/24. Thì thời điểm đó là hết ghen. Chồng con được cái là rất là đảm đang. Ở nhà mấy giặt đồ, việc nhà, tất cả việc nhà là chồng con làm hết. Thì con chỉ có hâm mong là thẩm thấu nhanh hơn một chút xíu. Cái từ đó tôi không hiểu được. Thẩm thấu mình lại nhanh một chút xíu. Với lại đừng có ghen tuông bậy bạ nữa. Rồi. Được không? Làm được không Hoàng? Dạ, mấy cái đó thì dạ được. Rồi còn cái mà Hoàng mong con thay đổi được không? Dạ, để con xem sao. Rồi hôm nay thì nhân dịp đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Thì thôi Hoàng đi. Dạ. Đàn ông mà đúng không? Thì không biết là Hoàng có muốn nói một điều gì đó bất ngờ với vợ, hoặc là làm đó, hoặc thể hiện một cái gì đó với vợ mình hay không. Trời ơi, cút trắng. Dạ. Thực sự thì hôm nay là anh xin gửi tặng vợ một bó hoa. Đây là hoa mà vợ nói là thích nhất. Anh nhớ một lần chúng ta đi Đà Lạt với nhau và đi ngang qua một con đường. Ven đường thì mọc rất là nhiều hoa. Loài hoa này và nó như là một loài cỏ dại, và em có tâm sự với anh là loài hoa này khi nó mọc ven đường, người ta đi ngang qua không chú ý đến thì nó như là một loài cỏ dại rất là bình thường, nhưng khi nó đặt đúng vị trí như bó hoa này thì nó trở nên lộng lẫy và rất là mộc mạc và đẹp đẽ. Anh cảm nhận được cái sự tổn thương trong em, nên hôm nay tại đây. Anh muốn nói cho thế giới biết rằng anh rất thương em và con, và sẽ chúng ta sẽ mãi cùng nhau đi đến hết con đường này em nha. Nói gì hơn thì em sẽ cố gắng để vun đắp gia đình mình, gia đình nhỏ của mình ngày càng hạnh phúc và luôn vững mạnh như vậy. Ôm nhau một cái. Ôm chồng cái coi nè, ôm chồng cái bố trời. Rồi, cảm ơn hai đứa nhiều nè. Rồi, xin cảm ơn hai bạn nha. Cái lần đầu tiên thì gặp bà xã ở một cái cánh đồng dưới ánh trăng, thì cũng nhìn cô ấy thì cũng dễ thương. Dạ không, lúc đó em mới chia tay với bồ được 1 tháng. Em nghĩ ổng lắm nhưng không được. Ổng thích ổng luôn? Không, tại nhìn ổng già lắm. Mà em cũng có sửa đổi rồi, chứ thời gian trước là em giống như trai vậy đó, cái miệng em phải nói liên tục mà không bao giờ ngưng được hết, nhắc đứa này tới đứa kia. Dạ đúng rồi, em làm luật sư miết mà. Điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một cặp đôi. Họ sẽ mang đến một câu chuyện về hạnh phúc hôn nhân đến với chương trình Vợ Chồng Son kỳ này. Anh đoán nha, đây chắc chắn là y phục của các bạn trong cái ngày đám cưới đúng không? Dạ không phải. Dạ không phải. Rồi sao? Trời, bây sao? Giờ mà đoán đến cái mức vậy mà không được nữa thì mà chỉ coi mặc đồ, cái mặc đồ xong hỉ kìa. Anh giới thiệu về mình đi. Chào anh Quốc Thuận cũng như chị Hồng Vân. Tên đầy đủ của mình là Vũ Đức Quân, đang là nhà đào tạo về thiết kế tóc, kinh doanh dịch vụ salon tóc làm đẹp.
Tuổi của Quân là bao nhiêu rồi? Dạ, hiện nay là tuổi em là 39 tuổi. 39 tuổi. Quá trẻ. Chuyên về tóc đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, thế còn em? Dạ em xin giới thiệu, em là Võ Thị Thùy Vân. Em 32 tuổi. Là cũng đang là trợ lý bên ngành tóc cho ảnh luôn ạ. À, hai vợ chồng là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được 13 năm rồi. 13 năm. Dạ. Có em bé chưa ạ? Dạ có, hiện tại là em có 5 bé à. 5 cô công chúa luôn ạ. Dạ. Ngũ Long công chúa luôn. Ngũ Long công chúa. Wow. Cưới nhau được 13 năm hả? Dạ. Rồi đẻ tới 5 đứa. Có là cái đứa đầu tiên á là tụi em sanh vào lúc tụi em bao nhiêu tuổi? Em cưới năm 19 tuổi thì năm 20 là sanh bé đầu. À. Tiếp tục 10 là mấy năm nữa? Cứ lai rai là 2 năm một đứa. Đúng rồi, em lai rai sanh 5 bé là 8 năm 5 bé. Thật sự là em với lại chồng em là định sanh 2 bé đầu thôi. Bạn thứ ba là chỉ là ngoài ý muốn thôi. Lúc đó là thật sự là hai vợ chồng cuồng cái bộ phim Nhà có 5 nàng tiên lắm luôn á. À. Dạ. À, phim đó vợ tôi làm sản xuất, vợ tôi sản xuất, liên sản xuất, liên sản xuất. Ông thầy chủ nhiệm của chị là thầy Trần Ngọc Giao đó, ơi, là đạo diễn ơi, cái phim thầy đó. Có fan hâm mộ thầy ơi, bộ phim của thầy mà ra 5 đứa con nữa. 5 đứa con gái đó, nhà có 5 nàng tiên luôn đó thầy. Rồi sao nữa nè? Lúc đó thì hai vợ chồng thì cũng mê thì mê, nhưng mà mình cũng không có nghĩ là mình sẽ được trọn vẹn giống như vậy. Thì bạn thứ ba thì sanh ngoài ý muốn, lúc mà sanh bạn thứ ba thì mình cũng không có được biết giới tính. Bác sĩ giấu cho đến cái lúc mà mình sanh luôn á. Sanh bé thứ ba xong là cỡ 3 năm sau tiếp cũng có thai ngoài ý muốn nữa. Thì cứ mình cứ theo cái thuận để sanh tự nhiên thôi. Thì lúc đó là cũng dự định là sẽ ngưng không sanh nữa, nhưng mà hầu như là khách hàng cho đến người nhà bạn bè mới nói là thôi sanh đại đi, biết đâu bé thứ năm lại là gái. Thì là thật sự là rất là đẹp. Mà trai gái gì cũng được lắm. Thì bạn thứ năm là hai vợ chồng mà cố tình để. Dạ. Đứa gái. Hay quá ha. Dạ, đưa ra coi như Ngũ Long công chúa. Thực ra là bốn đứa là tứ đại mỹ nhân rồi. Đó. Bây giờ phải quay vòng lại. 19 tuổi, bả làm đám cưới. Dạ. Rồi gặp nhau lúc bao nhiêu tuổi và gặp ở đâu? Đó, bây giờ các bạn hãy quay ngược thời gian trở lại với tuổi thơ. Cái tuổi mà mới lớn đó. Đó. Thì các bạn lần đầu tiên này gặp nhau là ở đâu và có ấn tượng như về nhau? Cái lần đầu tiên thì gặp bà xã ở một cái cánh đồng dưới ánh trăng. Oh. Thì cũng nhìn cô ấy thì cũng dễ thương. Em đi đâu mà ra đồng? Đi đâu xuống. Mà ra đồng mà lúc buổi tối mà trăng rằm vậy? Lúc đó thì đi xuống với một nhóm bạn. Xuống dưới đó thì ngồi chơi ở cánh đồng thôi thì bà xã ở đâu xuất hiện. Lúc đó thì nhìn thấy cô bé này cũng dễ thương, có vẻ bén lẻn thì mình cũng chú ý. Thì cô ấy mời mình ăn bánh, ăn trái cây thì mình tối thì nó cứ mờ ảo vậy đó. Hỏi là cánh đồng ở đâu? Cánh đồng ở dưới khu Gò Vấp. Khu Gò Vấp đúng không? Dạ, là trực thành phố Hồ Chí Minh mà. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Bạn đi xuống đó bạn đi nhậu không? Bạn làm không, gì? Đi chơi nhà bạn thôi. Đi chơi nhà bạn. Nhà em là ở gần đó. Dạ không, anh kể sai tự nhiên em xuất hiện giống ma quá. Đó nó bởi vậy đó, nó bị cần phim vậy. Trời nó giống như phim liên quan chứ gì á chị. Em không biết, tự nhiên có con bé tóc vàng đi đánh trăng mờ mờ ảo ảo đến anh ăn bánh được. Anh kể sai rồi, thật sự là bạn của ảnh cũng là bạn của em. Hôm đó là em mới qua nhà bạn em chơi thì ảnh cũng vô tình ảnh đi qua chơi thôi. Thì lúc đó là chỉ có bốn người thôi, là luôn em cả ảnh luôn á, là bốn người ngồi ở ngay cái đường mương thôi. Ngày xưa thì không có đèn đường. Chỉ là nhìn thấy mặt qua nhau cái ánh trăng thôi, cứ mờ mờ ảo ảo vậy đó. Em nói lịch sự là em có bánh thì em cũng có mời ảnh, nhưng mà ảnh cứ nghĩ là em thích ảnh. Thì khúc này thì cũng phải thừa nhận rằng là trong cái thời điểm đó thì em cũng khá là thanh tú. Tình trạng lúc đó thì mấy cô thích em cơ. Cái cảm giác một cái chàng trai mới lớn vậy tự tin thì có nhiều cô gái thì cứ nghĩ là ai đó cũng thích mình, thích tôi thì mình thôi, cái kiểu như vậy. Cứ nghĩ là cô ấy thích mình thôi thì lúc đó thì bắt đầu mới đeo đuổi đi theo. Mới đầu tiên, lần đầu tiên là đi theo kêu em nhà em ở gần đây không, kiểu ghẹo ghẹo vậy đó, anh đưa em về nha. Em có ấn tượng gì về Quân không? Dạ không, lúc đó em mới chia tay bồ được tháng. Em nghĩ ổng lắm nhưng không được. Ổng thích ổng luôn? Không, tại nhìn ổng già lắm, tại vì anh lớn hơn em 7 tuổi mà. Ở thời điểm đó là chính xác là em mới bước qua khỏi tuổi 15. Đúng rồi. Gần 16 tuổi. Nhưng mà tại vì ổng nói đó nhiều cô gái thích ổng lắm. Dạ, thành ra là lúc đó anh cũng đang làm người mẫu nữa. Đào qua, rất là nhiều con gái đeo đuổi ảnh. Nhưng mà xui cho ảnh là cái cô này ảnh cũng không thích ảnh. Khi nào thì em mới thấy ảnh có một cái điểm hút? Em cũng không có biết rõ là cái thời điểm nào là em thật sự là có cảm tình với ảnh. Cho đến khi mà hai đứa về làm chung một tiệm á, em mới cảm nhận được là cái sự chân thành của ảnh. Thì lúc đó là sau cái lúc mà đêm trăng trên đồng á là bao nhiêu lâu?
tầm cỡ 5-6 tháng. Sau là mới 16 là tiệm của ai? Tiệm của em hả? Tiệm của em mở ra thì em cũng muốn hướng tới cái là sẽ cùng với bạn này sẽ làm chung với nhau. Đó. Đúng là em đã thích cổ rồi đúng không? Và thì... ý định làm chung là của ai, là người khởi xướng ra? Em là người khởi xướng, tại vì mục tiêu của em á là cũng muốn mở tiệm, nó vừa có một cái sự thích, vừa thứ hai nữa là nó vừa có liên quan tới cái việc mà mình làm nghề, mình mở tiệm ra thì có một cái cô bé rất là giỏi thợ phụ như thế này có thể hỗ trợ cho mình được, thì nó giống như là ráp vào cái công việc nữa thì nó sẽ thuận lợi hơn. Nhưng mà sao em biết cô giỏi? Em có đi tới chỗ cô ấy gội đầu, chỗ cô ấy làm á, em có thể Lúc đó là em đã làm ở một cái tiệm mà uống tóc rồi. Dạ. Nhắc mấy phần đó em hơi bị quê nghe là. Sao em? Cái lần đầu tiên mà anh bạn thì nói chung bản năng là em đã không thích ổng rồi. Mà ổng tới ngay cái giờ mà em chuẩn bị em đi về, ổng canh còn cả 10 phút nữa ổng mới tới. Mà tới làm gì? Gội đầu. Em cũng ráng em gội mà nói thiệt chứ massage mặt cho ổng mà nhìn muốn mắt lắm. Cũng khó chịu lắm, cũng phải ráng mà làm thôi. Xong rồi lúc mà làm xong thì anh có bo, mà cái thời điểm đó là 10.000 giấy là vẫn còn. Ổng bo cho em cái tờ đó, mà ổng vừa bước ra khỏi cửa ổng phóng xe ổng đi là em thấy tờ nó muốn rách làm đôi vậy đó. Đến khi nào thì ổng tỏ tình với em và chính thức là của nhau? Có những cái động thái sơ sơ, nó cũng na ná giống như tỏ tình trước khi mở tiệm rồi. Mà có lãng mạn không? Nhà không khô eo à? Nhà không khô eo. Khô eo hả? Dạ. Ông sao? Ông nói sao? Trước khi mở tiệm là anh có mời em uống cà phê. Không hiểu sao mà tự nhiên anh có hôn môi em, nhưng mà tự nhiên em nhìn thẳng mặt em sợ. Em bị hình dung ra cái mối tình trước á. Nó không có được chân thành. Em có khóc. Lúc đó là mình có cảm tình với cô ấy. Nhưng mà cô ấy thì có một cái mối tình mà dang dở đó. Nghe cô ấy nói một chút về cái tình cảm giữa bạn trai cũ. Và sau đó thì cô ấy khóc. Không biết sao tự dưng cái trong cái người mình nó có một cái gì đó. Nó giống như vừa thương mà vừa có một cái cảm xúc rất là khó diễn tả. Nhưng mà nó hơi nhói trái tim một xíu. Thì mình mới ôm cô ấy vào lòng thôi. Sau bữa đó là em mới quyết định là tìm sao là mở tiệm để mà hai đứa về chung một chỗ. Đúng không? Đúng không? Chính thức là để tỏ tình, để mà về làm vợ anh nghe là như thế nào? Có lãng mạn. Mua một cái nhẫn, thực ra cái nhẫn đó là xác định trong tư tưởng là cặp nhẫn đó là sau này nếu có bạn gái á, là sẽ đeo, một cái là đeo tay, một cái đeo ở trong cái dây chuyền cổ. Lúc đó thì mình cũng không biết nói gì, lúc đó cũng rất là nhát. Kêu bây giờ anh có mua cặp nhẫn này thì giờ em đeo chung với anh. Có làm vợ anh không? Không, lúc đó chưa xác định là cưới, lúc đó thì cũng vẫn là đôi mưa thôi, thì lúc đó em mới có 20 thôi. Sau đó thì bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ 3 năm sau. Thực tế mà nói rằng tụi em chưa có cưới nhau khi có con, mà tụi em có con rồi mới xác định là đến với nhau. Trong cái giai đoạn mà tuổi mới lớn lên rồi hai đứa chỉ là công việc với nhau, sau đó thì phát sinh. Khi mà có baby thì bắt đầu mới về nói với mẹ trước là mẹ con giờ lỡ có em bé rồi giờ làm sao. Mẹ cũng la cái mày giỡn mày gì này nọ. Là mẹ em hay là mẹ em nhờ ba mẹ người lớn là xuống với bên ngoài để bắt đầu nói cho hai bên. Em về nói với má là con đã có bầu. Dạ, má kêu là bây giờ có thì mình cứ cưới thôi. Rồi 19 tuổi là 18 tuổi lấy ổng hay là 19 tuổi lấy ổng? 19 đẻ là 18. 19 cưới là 20 em xanh. Bây giờ qua cái phần nói xấu đi. Kể xấu nhau. Mười mấy năm đó, bây giờ nè, tật xấu của ông Quân nè, ổng có nhiều hay không? Cũng nhiều á. Cũng nhiều đó. Dạ đúng rồi. Rượu chè không có, thuốc lá cũng không, gái gú cũng không. Nhưng mà ảnh hay bị làm cho em hay bị rối não. Ở nhà là em hầu như là quay quần với lại mấy bé cũng hơi chóng mặt. Em muốn là buổi tối là hai vợ chồng lấy xe đi dạo nhẹ nhẹ rồi nói chuyện cho thoải mái tí xíu. Nhưng mà hầu như là lúc nào anh cũng bị áp đặt vô công việc. Ban ngày là anh đã là công việc rồi, nhưng buổi tối về là vẫn nói chuyện về công việc với vẫn mình công việc. Mà nói với ai? Dạ nói với em. Trời ơi. Cho nên là đầu não hay bị căng lắm. Căng thẳng đâm ra mình hay cọc với nóng tính. Và em cũng có sửa đổi rồi, chứ thời gian trước là em giống như con trai vậy đó. Gia đình mà có nhiều con á, hầu như lúc nào là cái miệng em phải nói liên tục mà. Không bao giờ ngưng được hết. Nhắc đứa này tới đứa kia. Dạ đúng rồi. Em làm luật sư miết mà. Về nhà có chơi với con không? Dạ có, hầu như là có à. Tham công tiếc việc. Dạ, áp lực công việc á, về mình giống như là một nơi mà để xả stress vậy đó. Mình cũng không có dám nói lại, phải chịu đựng. Đó, một ngày nào đó mới cái mình bùng phát ra, xong cái là cãi nhau. Cũng có viết giấy vài lần. Còn tật xấu gì nữa nè? Hay ngủ bất chấp mọi lúc mọi nơi. Tại mệt quá đấy, làm việc nhiều quá. Làm việc, làm tay chân rồi làm đầu óc nữa, cho nên làm xuống là ngủ liền. Rồi gì nữa? Rồi, có lãng mạn không hay là khô khan? Về sau này anh có lãng mạn một chút thôi, chứ còn thời điểm trước á là anh ít khi nào mà quan tâm đến cái cảm xúc của em lắm. Giống như là đi đến tiệc tùng hay là cái gì đó mà em mang giày cao hay là sao đó là cứ để cho đi. Em nói anh ơi, em mang dép cao, đợi em tí. Trời, đi chi cho cực vậy.
Khi em sinh mà em có rơi vào cái trạng thái mà giống như mình bị trầm cảm sau sinh không? Hình như là không có, em chỉ bị stress cho nên em bị lên ký một thời điểm mà mấy tháng trước thôi. Lúc đó là sinh đứa thứ mấy? Dạ thứ năm, hồi tháng năm vừa rồi là em bị stress, em bị lên ký, em bị rối loạn nội tiết tố. Em không có kiểm soát được cân nặng của mình. Là phì lên đúng không? Dạ phì. Đúng rồi, cái thời điểm đó là em 73kg, cứ mỗi lần em buồn là em ăn thôi. Nhưng mà em giảm bằng cách nào? Em vô được một cái lớp học, may mắn là mấy anh chị chia sẻ để em cảm thấy yêu đời hơn, yêu bản thân hơn. Em ăn ngược trở lại và trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Những người mà bị tăng cân là do stress á, mình hết cái stress đó thì tự động cái cân nặng của mình nó sẽ bớt đi, nó giảm đi. Cái giai đoạn đó Quân có hiểu được cái cảm xúc của vợ mình hay không? Cũng hiểu được, cũng đoán được là khi mà đông con như vậy thì vợ sẽ có một cái áp lực. Em cũng không nghĩ là vợ em trầm cảm, nhưng mà có thể cô ấy không biết luôn. Lúc đó là khi mà cô ấy giận bất cứ một cái gì đó là cô ấy sẽ khóa hoàn toàn máy. Nếu mà có một cái cãi vã hay một cái tranh luận nào đó thì cô ấy luôn luôn gắt gỏng, cáu gắt. Nhưng mà nói là em đang dùng rất là ngôn ngữ rất là cao đó mà cô ấy không nhận ra. Và mỗi lần tranh luận như vậy là cô ấy thường thường là tắt điện thoại và chặn luôn Facebook và chặn tất cả mọi cái thông tin để gọi đến. Chuyện của hai bạn á, thật sự là hai bạn mà sống với nhau cho đến giờ phút này là mười mấy năm, 13 năm rồi, là quá hay luôn. 19 tuổi đã là vợ rồi, 20 tuổi là mẹ. Mà không phải là mẹ một lần, là mẹ tới 5 lần. Trải dài cả một cái thanh xuân. Cái hiện tượng là khóa điện thoại, khóa Facebook, là đó là một cái dấu hiệu mà bạn bị stress quá mức. Đó là cái mà em cần phải lưu ý cái việc này. Ngược lại, cái dở của Vân là Vân không chịu nói. Đó là cái quyền lợi của em. Em là mẹ của 5 đứa nhỏ, quyền lợi của em quá nhiều. Tại sao em không đòi hỏi? Bắt đón ý, trời ơi, làm mệt thấy mồ luôn. Bao nhiêu việc giờ bắt đón ý nó chắc chết á. Mình stress một thì chồng mình cũng stress một. Đây sẽ là cái thời điểm rất là thích hợp để mà nói với vợ mình những cái điều gì đó. Hôm nay thì anh rất là vui khi mà đến cái chương trình này. Thì anh cũng hiểu được cái nỗi lòng của em. Thì anh thực sự là biết ơn, cũng như là anh muốn rằng là vợ chồng mình sẽ chia sẻ với nhau. Em hãy cứ nói những cái điều mà em muốn đối với anh. Anh sẽ đồng hành cùng với em. Và thời gian tới thì anh sẽ dành thời gian nhiều hơn cho em. Và mỗi buổi tối anh sẽ dành thời gian để chở em đi chơi, để bù lại cái tuổi thanh xuân mà em đã phải trải qua, đã bị thiếu hụt. Thôi mình có nhau đứa nữa nha. Anh cũng chịu khó đồng hành với em và con á, thì em nghĩ em sanh 10 đứa cũng không sao á. Trời ơi, dễ thương quá, nó rất là lãng mạn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn Vương Nghe. Cảm ơn chị. Cảm ơn Vương Nghe. Cảm ơn Vương Nghe. Và em có một nguyên tắc là bạn của người cũ là không bao giờ em lòng vòng vào. Xong rồi là anh ấy lại đi với một cái cô khác, mà cái cô đấy thì body language mà bám sát vào bạn này, thì em bảo là theo cặp rồi. Ngon, body đẹp, trời ơi, xong rồi nhảy rất là hay. Em thì em rất là thích đàn ông kiểu phong trần nè, xong rồi phải có một chút nghệ thuật. Nhìn chơi bời như thế này, xong bắt đầu lại Việt Kiều như thế này, xong rồi cũng hay ho mà lại có thể làm được những cái việc đó. Thì em lại đặt một câu hỏi là cái người mẹ của anh ấy đang giáo dục anh ấy như thế nào. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với trường quay của chương trình Vợ Chồng Son và cùng lắng nghe câu chuyện tình yêu, câu chuyện hạnh phúc của cặp vợ chồng đầu tiên. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Bây giờ trước khi hỏi tên tuổi nghe, thì là cho anh biết coi vì lý do tại sao các em xuất hiện trong chương trình này và trên tay cô dâu lại có hai quyển sách như vậy. Dạ, vâng ạ, em xin giới thiệu, em là Lưu Ký Hương. Hiện nay thì em công tác ở nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam với vai trò là MC, ca sĩ. Và em có một công ty riêng về lĩnh vực tâm lý tình cảm. Chồng em là một người yêu thích chương trình Vợ Chồng Son từ rất là lâu rồi. Và cái ước mơ của anh ấy đó là được một lần ngồi trên chương trình này để nói về cái câu chuyện của vợ chồng. Và hôm nay em có mang một món quà là cuốn sách của em để dành tặng cho hai anh chị. Rồi. Sách của Hương hả? Dạ vâng ạ. Rồi chị cảm ơn. Đây, trời ơi, nghe mà nó vừa xúc động mà nó vừa tuyệt ấm chiêu, áp, tuyệt chiêu sống và yêu. Rồi hay quá. Dành cho phái đẹp. Cảm ơn em đã thấy được cái đẹp ở trong anh. Trước tiên cho em gửi lời chào đến anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Khánh Toàn, em năm nay 33 tuổi, em hiện đang sống ở Đức. Thì em rất là hay xem chương trình Vợ Chồng Son và em rất là hâm mộ anh chị. Đây vẫn còn đang cảm giác rất là bồi hồi. Chị hỏi này, em thích cái chương trình này từ lúc nào?
Bao nhiêu năm rồi? Chắc là cũng phải 3-4 năm đấy. Cái cơ duyên nào mà em biết đến chương trình này? Khi mà em làm việc xong, mỗi lần làm việc xong thì buổi tối về rồi ăn cơm nghỉ ngơi là em thường bật kênh YouTube lên, em xem cái kênh YouTube của chương trình Vợ Lộc Trồng Son. Xem nhiều số về, em rất thích nghe những câu chuyện tình yêu vì nó truyền cảm hứng cho em. Và hai anh chị dẫn chương trình rất là dí dỏm và vui. Cảm ơn em. Bây giờ mới là hồi hộp về cái cơ duyên mà hai bạn này đó. Sao mà biết nhau nè? Lần đầu tiên mà các bạn biết nhau đó là ở đâu? Em biết anh Toàn qua một cái buổi workshop dạy nhảy miễn phí của người yêu cũ anh. Bạn ấy nói là có một buổi workshop của một dancer từ Đức về dạy bachata. Thì em thích cái bộ môn nhảy này, nên là em mà lại nghe thấy là nhảy miễn phí, học miễn phí nên em đến luôn. Và nhân cơ hội này tại sao em không tái hiện lại cái màn mà nhảy đôi cùng với cô gái này được không, trên sân khấu này? Dạ vâng. Ok. Thế thì cho bọn em xin phép nhảy chính cái điệu nhảy đầu tiên của bọn em. Hay quá. Hay quá. Này chị với Bin nhảy được nè Bin. Em này nó chậm chậm vậy thôi đó hả? Đó, Latin à. Eo quá ha. Hay quá. Kết rồi. Hợp hết nhiều thứ. Xin cảm ơn hai dancer Toàn và Hương. Như vậy là em nhìn thấy mà ảnh đi với một cô gái thì chắc chắn là em không có ấn tượng gì về ông này đúng không? Thứ nhất là đấy là cái buổi mà dạy nhảy ở câu lạc bộ người yêu cũ của em. Và em có một nguyên tắc là bạn của người yêu cũ là không bao giờ em lòng vòng vào. Xong rồi là anh ấy lại đi với một cái cô khác mà cái cô đấy thì body language mà bám sát vào bạn này thì em gọi là theo cặp rồi. Thế là em cũng không để ý gì luôn. Nhưng mà có ấn tượng với cái ông thầy này không? Ngon, body đẹp, trời ơi, xong rồi nhảy rất là hay. Em thì em rất là thích đàn ông kiểu phong trần nè, xong rồi phải có một chút nghệ thuật. Và khéo léo thì bạn này có, xong lại khỏe nữa, trời ơi. Đúng rồi, nhưng có mà tiếc rằng cái gì mà em mong muốn đúng không? Nhưng mà tiếc rằng mà có. Em không nghĩ gì đến cái việc là sẽ nảy sinh tình cảm gì cả. Mà em rất là hâm mộ và em rất là tôn trọng á. Em tưởng là thôi là hôm đấy là cũng định gặp mặt như thế mà cũng thấy bạn kia bám sát thế rồi và vợ em lại cũng không đưa ra một cái tín hiệu gì là khoái khoái em cả. Thế là em cũng bơ bơ đi cho đến cuối buổi workshop thì người yêu cũ của vợ em, tức là bạn của em, bạn học của em lại bảo thế Toàn dắt thêm một bài đi. Thì em nhảy với vợ em thì nó có một cái sự kết nối mà nó làm em rất là thích và tò mò. Thì lúc đầu là nhìn vợ em thì trông rất là lạnh lùng các thứ, nhưng mà đến lúc mà nhảy thì em lại khoái khoái. Rất là ấm áp. Lửa nó cứ như là 500V nó đúng không? Âm ỉ, nó cứ chảy rầm rầm, máu của em cứ dồn lên não. Khóc người luôn đó. Và sau đấy thì em thường thì em có thói quen là em ra ngồi quán cà phê, em làm việc, em cũng chỉ có cái laptop với cả cần mạng là em làm được việc rồi. Thì vợ em lại lúc đấy lại biết cái ngành của em nó khá là lạ, muốn tìm hiểu xem. Em hoạt động nghệ thuật đó, rất là bay nhảy, xong rồi em lại học về lĩnh vực tâm lý nữa, thế cho nên là những cái công nghệ thông tin, những cái thứ đó em không biết. Thế cho nên là một người nào đó nói với em là họ biết cái thứ đó là em rất muốn hỏi để em học, để em tìm hiểu về nó. Thì em chủ động hỏi bạn ấy là hôm nào bạn chia sẻ với tớ về cái tớ với bạn, bởi vì là thật ra thì người yêu cũ em kém em một tuổi. Thế cho nên đối với em thì bạn này vẫn nhỏ tuổi hơn em và em sẽ không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn em nữa. Thế là em chỉ hỏi bạn ấy rất là nhiệt thành. Thì cái hôm đấy là em rất là ấn tượng với cái mùi nước hoa của bạn ấy. Xong rồi đến lúc mà em phải về rồi, em phải đi làm rồi, thì bạn ấy bảo là đợi tớ một tí, để tớ ở chỗ cái này nó có cái bánh mì. Thì em tưởng là ở cái dưới quán cà phê nó có bánh mì, hóa ra bạn phải chạy rất xa, bạn mua bánh mì cho vào trong túi đưa cho em, cho em mang lên xe ô tô để em đi em ăn. Thì em sau đó thì em lại thấy là bạn đi bộ về nhà. Và em nhìn thấy là một người đàn ông rất là lịch thiệp mà lại biết quan tâm. Mà em rất thích những quan tâm nhỏ như vậy. Vì là thời điểm quen em thì có rất là nhiều đàn ông đến thì họ sẵn sàng đầu tư tiền bạc. Nhưng em không nhận được cái sự đồng cảm. Vì đặc biệt là em lại là mẹ đơn thân cho nên em cần những người đàn ông có thể quan tâm em những cái nhỏ như vậy. Thế là sau đó thì em có ấn tượng rất là tốt về bạn này. Bọn em nói chuyện với nhau rất là nhiều. Không nói chuyện thì nhớ. Nhớ sau đó thì em mới hỏi thẳng là cái cô mấy đi cùng là như thế nào. Mới hỏi đó. Vâng, em hỏi thẳng luôn để nếu như mà em thấy còn lòng ngoằng là em sẽ không dính dáng gì cả. Nhưng bảo là chỉ là bạn bè thôi. Đó, thế thì em ok, vậy thì mình cho người đàn ông này một cơ hội. Nhưng mà Toàn có biết là Hương là mẹ đơn thân không? Em biết chứ ạ.
Nhưng mà em thì là trai Tân đúng không? Tân, đúng rồi, trai Tân. Sau khi mà nói chuyện em thấy anh ấy có một cái điểm chung là mẹ của anh cũng là mẹ đơn thân. Mẹ anh ấy một mình nuôi anh ấy và em gái anh ấy du học Đức mà chỉ bán xôi thôi. Thì em nhìn là người đàn ông này cũng có một cái ấu thơ giống con trai của mình. Và anh ấy sẽ hiểu cái cảm giác của một đứa trẻ khi thiếu bố. Và anh ấy sẽ hiểu cái cả cái nỗi khổ của một người mẹ khi phải một mình nuôi con như thế nào. Thì em nhìn thấy cái sự đồng cảm và em muốn cho anh ấy một cơ hội. Và bắt đầu em để cho anh ấy tiếp xúc dần với con trai của em xem như thế nào. Thì qua quá trình tiếp xúc thì em thấy là anh là một người đàn ông mà em chờ từ rất lâu rồi. Hay quá. Chờ từ rất là lâu rồi. Bởi vì là khi mà mới quen á, thì nhà em là có hai mẹ con ở với nhau thì có những cái thứ đồ đạc ở trong nhà nó bị hỏng. Và ví dụ như nó hỏng hẳn đi, mình thay mới. Nhưng mà đây nó cứ hỏng cái nhỏ á. Ví dụ như là cái núm cửa đó. Em cứ mở cửa ra một cái, em bước vào trong nhà, em đóng cửa một cái là cái núm cửa nó rơi ra là không mở cửa được ra nữa. Thì nó hỏng cả đến hơn năm trời rồi mà không có ai sửa cho em, mà em cũng không biết tìm ai sửa cả. Mà hôm đấy em vẫn đang ngủ, em hay ngủ muộn đó bởi vì em làm một việc về khuya mà. 10 giờ sáng em đang nghe tiếng cạch 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 cạch. Xong rồi nhìn mặt ra thấy con trai mình đang dí rủ với anh Toàn sửa cửa, sửa bồn cầu. Em chóng mặt, em bảo cái anh chàng Việt Kiều này kỳ lạ ta. Sao lại biết làm có mấy cái việc này? Thế bắt đầu em lại càng ấn tượng hơn. Thế xong rồi rằm mùng 1 em mang xôi với lại hoa ngũ sắc đến nhà em để thắp hương bàn thờ. Em giật mình, người đông này lạ ta, nhìn chơi bời như thế này. Xong bắt đầu lại Việt Kiều như thế này. Xong rồi cũng hay hôm mà lại có thể làm được những cái việc đó. Thì em lại đặt một câu hỏi là cái người mẹ của anh ấy đang giáo dục anh ấy như thế nào. Vâng, bởi vì em làm khi mà em chơi hoặc quen ai em sẽ phải quan sát rất kỹ họ. Thì em thấy rằng là người đàn ông này đã được giáo dục rất kỹ từ người mẹ rồi. Còn mẹ của em thì đón nhận cái tình yêu của em với Hương như thế nào? Ban đầu thì mẹ của em cũng xuất phát từ cái tình yêu cho em nó lớn thôi. Thì là cũng muốn lo cho, cũng đề cao con trai là giai tân rồi học ở nước ngoài, công việc ổn định rồi. Mà lại đi yêu gái một con mà lại trong showbiz. Mẹ em lúc đầu cũng phản đối và cả gia đình của em nữa luôn. Đã đến bạn cái mức như mà thế nào ta? Bị đuổi ra ngoài đường luôn rồi. Mẹ em đã đóng đồ trong vali rồi, đem đến tận nhà. Mẹ ở Việt Nam hay mẹ ở Đức? Mẹ em ở Việt Nam ạ. Ở Việt Nam. Ồ, vậy đó hả? Đã đóng đồ vào vali để chuẩn bị đuổi đi rồi đấy. Nhưng mà rồi sao nào? Xong rồi thì em nghĩ là em sẽ thể hiện cho mẹ em biết là em yêu vợ em và nhờ vợ em mà em phát triển bản thân, em thành một con người tốt hơn. Và sau khi mẹ em đã nhìn thấy được cái điều đó, thấy con mình trưởng thành nhờ có người phụ nữ này, thì mẹ em lại quay ra lại rất là yêu Hương và yêu con trai của tụi em. Vậy thì hay quá. Có nghĩa là bây giờ tụi em chưa có con mới đúng không? À, chưa. Bây giờ là các bạn là đang ở xa nhau đúng không? Dạ vâng ạ. Vẫn yêu xa đó. Lấy nhau nhưng mà là vẫn yêu xa. Vậy bây giờ yêu xa như vậy thì đâu thể nào mà lòi những cái tật xấu ra. Có thấy không? Yêu xa vậy có thấy được tật xấu của nhau sau khi mà quyết định là đến với nhau không? Vợ em có một cái tật là không đáng yêu lắm. Là rất nhiều quần áo mà ca sĩ mà chị. Thì đi diễn này xong ngồi váy viết các thứ đẹp lắm. Thế nhưng mà nhiều vô kể. Mà em về em đã thấy nhiều thế và lại không có đủ chỗ để. Thì em đóng hẳn cho luôn hai cái dàn treo. Rất để treo được rất nhiều rồi. Thế nhưng mà cái ghế để mà ngồi trang điểm ấy chất đống lên cao đến cả nửa mét luôn. Trong khi không đúng rồi nguyên hai cái dàn kia để mà treo quần áo này không thích. Mà là cứ thích chất lên cái ghế ngồi trang điểm. Xong đến lúc mà đi ra ngoài thì lại phải lựa lật lên lại cho lại vào. Xong rồi đi về lại chất đống lên. Đồ nhiều quá chưa được ngăn nắp. Còn điểm nào chưa đáng yêu nữa? Cũng không hẳn chưa đáng yêu mà nó là cái thuộc về tính chất công việc của vợ em nữa. Bởi vì vợ em là thường là sẽ livestream và tư vấn là sẽ đến làm công việc đến khá muộn, ít nhất phải 11-12 giờ. Còn em lại rất thích là ngủ sớm dậy sớm. Cái thời gian ở một mình bên Đức là toàn là 9-10 giờ đi ngủ, xong rồi 4:30-5 giờ sáng là đã dậy đi tập gym rồi về làm các công việc khác rồi. Thì em thấy làm như thế được nhiều việc hơn. Nhưng mà khi mà ở gần nhau rồi thì là em phải điều chỉnh rất là nhiều về cái thời gian biểu của em theo vợ em khá là mệt. Em thức đến 2 giờ sáng và em ngủ đến tận 2 giờ đêm, 10 giờ sáng em mới dậy. Thì đương nhiên rồi, em thức khuya em phải ngủ bù chứ. Không thì cái này là theo chị là nó không phải là tật xấu đâu, bởi vì tính chất công việc của hai người. Sau này tụi em về chung một nhà, chung một nước thì tụi em sẽ tự điều tiết cái vấn đề này. Không vấn đề gì. Không biết yêu xa thì cô ấy có ghen không? Vợ em cần em có nguyên tắc hơn khi mà tập tành với cả những cái bạn nữ thôi. Tức là em với những bạn nữ bên châu Âu thì họ cũng rất là thoáng, thì tiện đâu là mình tập ở đâu đó thôi. Thì bạn này em tập với cả một bạn cũng là vũ sư, thì bọn em tập bài để biểu diễn cùng nhau. Thì chưa tìm được cái phòng tập nào nó gần chỗ bọn em cả, thì nhà bọn em lại gần nhau. Thế là em qua nhà bạn đó để em tập.
Thì thực ra em cũng sẽ nói cho vợ em, nhưng mà vợ em nói luôn một cái là anh cần có nguyên tắc là nam nữ là không tập với nhau ở trong một cái phòng riêng. Đấy, kể cả là bạn lâu năm hay là gì đấy. Thì em cũng tôn trọng vợ em thôi, nhưng mà em cũng lúc đấy em cũng lại nói đùa. Không biết là vợ mà ghen làm sao nhỉ? Tại vì anh chưa thấy vợ ghen bao giờ. Nhưng mà đó, kể từ lúc đó là em đâu có tập riêng rồi đấy. Vâng, đi nhảy là trước khi, kể cả về Việt Nam mẹ, hôm qua cũng vừa đi khiêu vũ là phải ra bảo vợ. À, vợ ơi, anh đi nhá, đây nhẫn anh đeo rồi nhá. Anh có một hôm đi nhảy, trong anh về anh kể là anh ấy nhảy đẹp quá, xong cái cô Tây cô nhảy cô bảo Toàn ơi mày yêu tao đi. Thế là em biết ngay là hôm đấy đi nhảy không đeo nhẫn. Em bảo đi nhảy có đeo nhẫn không? Thế xong bắt đầu là xin lỗi anh quên, thế là thôi em không nói chuyện gì. Là hôm sau là phải đưa vào nguyên tắc luôn là đi nhảy là phải đeo nhẫn. Phải có đeo. Bước ra đường là phải đeo nhẫn. Nhắc mấy lần rồi mà anh ấy sợ bị rơi mất nhẫn. Và em cũng để cho anh ấy khoảng thời gian để anh tự hiểu là cái điều của anh ấy làm ấy nó xảy ra cái điều như nào. Thì em không nói gì. Thế một lúc sau anh ấy gửi cái clip mà anh ấy cầm cái que anh ấy vụt vào chân anh ấy, nó tím xỉu luôn. Thế này thì anh đánh một người anh cho em thấy nè, thì anh xin lỗi. Nghiệp quá vậy. Em nhìn em buồn cười quá. Rồi giờ tới em đó. Thôi sẵn kể luôn. Sẵn kể luôn đó. Đó, tật xấu đó là quên mang nhẫn khi đi làm việc. Hay quên những điều cần thiết để chứng minh mình là người đã có gia đình. Đúng không? Đấy. Đó là một tật xấu. Đó. Một tật xấu nữa là ăn quả vặt. Nếu mà khoét chị ạ. Ăn gì? Ăn quả vặt. Ăn quả vặt sung sướng lắm em. Ăn quả vặt. Trời ơi, em đồng minh rồi. Trời ơi, đồng minh rồi. Đời chị đừng có cho chị ăn 3 bữa chính, cứ cho chị ăn 5 6 bữa vặt vãnh đi. Chị ơi, ví dụ nhá. Trời lắm, cuộc đời mong manh lắm em ơi. Cứ anh ấy ăn đủ 3 bữa chính rồi. Thế xong bắt đầu là ví dụ như là anh ấy buổi sáng ăn sáng rồi nha. Rồi uống cà phê rồi nha, xong rồi anh ấy bảo là anh đi mua bánh mì cho em. Anh sẽ mua bánh mì về anh làm cho em. Xong anh mua một cái bánh bông lan trứng muối này. Xong rồi một cái miếng cơm cháy to đùng như thế này nè. Xong bắt đầu là những cái quả nho nhỏ đó. Xong rồi em nhìn em anh không bao giờ để dám để sát vào nhau đâu, bởi vì anh ấy biết là nhiều thì sẽ bị em kiểm soát, cho nên là anh để mỗi nơi một tí. Em đang ngủ ở trong phòng, nghe cái cách của phát là em biết là đang cắn hạt dưa. mà mỗi lần anh ấy về nhà mẹ là anh sẽ mua một cái túi hạt dưa nó to khoảng 3 cân như thế này là này. Em khoái ăn hạt dưa hả? Vâng. Mà như con sóc lại ngồi làm việc, mà em thì em quen làm việc trật tự rồi, mà em ăn cực kỳ là chỉn chu. Trước khi em gặp anh ấy là body em nó fit lắm, vì em không hề ăn vặt luôn. Thế mà anh ấy thì ăn hạt dưa nhiều anh bị ho, em không cho ăn và bắt là ăn vụng ăn trộm. Và cứ khi em đi ngủ phát là nôi ra cắn cái rách, mà em thính như nào mà mẹ ăn ngủ trong phòng ngủ mà nó đóng kín rồi mà nghe cái rách phát em biết. Thế em bảo anh đưa cái gói hạt dưa đây xong giấu đi. Thế cuối cùng em về em mới bảo mẹ là mẹ đừng mua hạt dưa cho anh ấy. Mẹ bảo mẹ có mua đâu, nó đi nó mua đi chứ, sẽ đổ cho mẹ. Rồi bây giờ làm sao, mẹ có muốn Toàn thay đổi gì không? Thật ra thì đối với em thì đấy là những cái điều đáng yêu của anh ấy. Em thấy đáng yêu mà. Em muốn là anh ấy được là chính mình khi ở bên cạnh em, bởi vì là anh ấy sống và anh ấy làm việc thì từ khi còn bé anh ấy là đàn ông, anh luôn luôn phải thể hiện bản thân mình, phải gồng mình lên rồi mạnh mẽ rồi đi làm việc ở bên Đức thì họ đòi hỏi cái sự chuyên nghiệp và không được có một lỗi nào cả. Thế nhưng mà em muốn là ở bên cạnh em thì anh hãy là chính mình và bọn em giống như hai đứa trẻ con ở cạnh nhau vui lắm. Nên là khi mà mọi người cứ hỏi là sau khi cưới thế nào thì em thấy là từ khi lấy chồng vui hơn, thích hơn, được chiều nhiều hơn. Thế là tuyệt vời quá rồi. Con trai của em còn nói một câu là mẹ ơi, ở nhà có 3 người bao giờ cũng vui hơn nhà có 2 người. Vui ha. Đấy. Nghe đã ha. Thế còn Toàn thì sao? Toàn có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em chỉ có duy nhất một điều là mong muốn vợ thay đổi một chút. Đấy là sau khi mà những buổi tư vấn của vợ em xong, tư vấn tâm lý tình cảm xong, thì vợ em hay bị buồn với câu chuyện người ta, xong rồi suy tư, xong rồi suy nghĩ lâu, nó ảnh hưởng đến cái bị lặp á. Dạ, đến ảnh hưởng đến cái tâm trạng cảm xúc riêng của mình. Đấy, thì em mong muốn vợ là thôi tư vấn xong cho người ta thì xong câu chuyện đấy thì thôi mình dừng lại ở đấy. Thực ra là tất cả những cảm xúc đó nó là chất liệu cho những cái lần sau. Thế nhưng mà em cũng phải lưu ý một chút là bởi vì này, em phải biết control. Ví dụ như em được quyền sống trong cái cảm xúc đó thời gian bao lâu, rồi sau đó là em phải thôi. Em phải delete liền mới được. Đó, theo chị là như vậy. Ủa nhưng mà bao giờ em trở về Đức? Ngày mai em bay về Đức ạ. Như vậy em bay từ thành phố Hồ Chí Minh hay là từ Hà Nội? Tối nay là bọn em sẽ bay từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội và ngày mai là em bay từ Hà Nội sang bên Đức. Và em bay chỉ một mình. Đúng không? Như vậy là bọn em vẫn còn đang chiến đấu nhiều. Anh vẫn mong rằng là hai em sẽ về chung một nhà và không còn ở xa nhau như vậy. Thì thôi thì tự bây nhiên giờ muốn nghe Hương hát nè. Bây giờ giá như ai biết đàn em Hương với Toàn đâu tặng một cái nhưng mà Toàn là biết nhảy Toàn biết đàn á.
Ngày xưa là mẹ anh Toàn là cho anh Toàn học đàn từ bé là để sau này tán gái cho nó dễ. Ồ, nếu vậy thì giờ Toàn đòi Hương hát đi. Đúng rồi, Toàn có mang theo cái đàn không? Thế cho em xin phép tặng okay. một bài ạ. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông trần cho anh mơ mộng. Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lấy, sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lời, sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về miền biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng giờ là lời, sẽ nói yêu em mãi, những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Em muốn được cùng nhau về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng giờ là lời, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Cảm ơn các em, cảm ơn chương trình, cảm ơn các em nhiều lắm.